Trong bối cảnh các mỏ khai thác chủ đạo đang trong giai đoạn suy giảm sản lượng nhanh, các mỏ mới đưa vào khai thác ít và đều là các mỏ nhỏ và cận biên. Giá dầu diễn biến phức tạp cùng với áp lực tối giảm chi phí để tăng hiệu quả khai thác trên một thùng dầu. Nhưng với những nỗ lực vượt bậc, PVN đã sớm hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác chính phủ giao năm 2018. Cụ thể, vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2018, PVN đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô trong nước năm 2018 với sản lượng đạt 11,314 triệu tấn và dự kiến kế hoạch khai thác dầu thô cả trong và ngoài nước sẽ về đích trước 21 ngày với sản lượng là 13,226 triệu tấn. Hoàn thành kế hoạch khai thác khí với sản lượng 9,6 tỷ mét khối về đích trước 15 ngày. Trước đó, PVN đã về đích sớm các chỉ tiêu về tổng doanh thu toàn tập đoàn nộp ngân sách nhà nước. Nhiều đơn vị của PVN như PVGA, PVI, PVIP cũng đã hoàn thành về đích sớm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2018.